Quý vị và các bạn thân mến, với mục tiêu xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát, giúp hộ nghèo có thể an cư lạc nghiệp, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, vận động các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết đã được trao cho người nghèo, tạo động lực giúp họ từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận sau đây của phóng viên Xuân Thảo và Quang Vĩnh tại huyện Châu Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là một trong những hộ gia đình khó khăn bậc nhất của ấp Phú Khánh, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, niềm vui lớn nhất đối với gia đình anh Trương Văn Bảy không gì khác hơn đó là có một căn nhà kiên cố, có thể che mưa che nắng. Nhận thấy được niềm mong mỏi cũng như những khó khăn đó, Mặt trận các cấp tại địa phương đã hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo để giúp anh Bảy có thêm nguồn vốn cất lại nhà ở. Từ nguồn vốn mồi 25 triệu đồng kết hợp với số tiền tích góp của gia đình và tiền vay mượn từ người thân, bạn bè, anh Bảy đã có được căn nhà mới khang trang và kiên cố hơn với diện tích khoảng 60m². Có ngôi nhà mới, vợ chồng anh cũng yên tâm hơn khi trời mưa to hay gió lớn. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục vươn lên, làm ăn, phát triển kinh tế, lo cho con cái. Nhà em thì cũng gách lá, gách nát rồi cũng mưa rồi cũng dột. Nhờ mấy anh địa phương ở đây xét giùm xét em thì cũng hỗ trợ được là 25 triệu. Bây giờ nhà em thì cũng trống mưa trống nắng cũng được, nó cũng đỡ. Nói chung là các anh chị giúp đỡ cho em cất được cái nhà này, em cũng cố gắng lo làm, cố gắng lo làm. Động lực của em giúp cho em được động lực càng mạnh thêm nữa. Không chỉ là niềm vui mà căn nhà kiên cố khang trang hơn sẽ là đòn bẩy giúp nhiều hộ nghèo có động lực phát triển kinh tế. Đó chính là nhận định của nhiều địa phương qua quá trình theo dõi, rà soát và hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và cận nghèo. Đơn cử như tại ấp Phú Khánh, xã Sông Lộc, theo thống kê nhiều năm qua cho thấy, trên 80% hộ nghèo và cận nghèo sau khi được hỗ trợ nhà đều có mô hình sản xuất, phát triển kinh tế ổn định hơn. Từ đó, số hộ nghèo và cận nghèo của ấp cũng được giảm xuống. Trong thời gian qua thì các cấp quan tâm thì cũng giúp đỡ cho những cái hộ mà nghèo trong cái địa bàn ấp thì cũng nhờ kéo giảm được những nhà dột nát thì cũng đảm bảo cái chỗ ăn chỗ ở cho cái anh chị cái hộ nghèo trong ấp, cũng giảm được cái một phần của ấp. Những anh mà được đang hưởng các căn nhà mà trên được hỗ trợ thì thấy các chủ hộ này thì cũng luôn cũng có cái cố gắng quan tâm để làm ăn. Thì trong nhờ có được cái nhà thì có chỗ ăn chỗ ở thì nó cũng có cái cố gắng quan tâm hơn. Thì ta thấy rõ về cái nhiều cái hộ thì cũng được hưởng rồi thì cũng có làm ăn có cái vượt khó vươn lên. Cũng là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, gia đình anh Kim Sa Mơ, ấp Lò Ngò, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành cho biết. Căn nhà của anh được hoàn thành vào tháng 4 năm 2020 với tổng trị giá 37 triệu đồng. Trong đó 25 triệu đồng được hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo. Gia đình anh đối ứng thêm 12 triệu đồng. Anh Sa Mơ bày tỏ, sự quan tâm giúp đỡ của đảng, nhà nước, các cấp các ngành chính là động lực giúp gia đình anh từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện ngoài việc làm thuê tại địa phương, anh Sa Mơ còn phát triển thêm mô hình nuôi bò sinh sản. Nhờ đó, đời sống của gia đình anh cũng ổn định hơn. Trước kia thì nhà em nhà lá sập xệ lắm, sợ gió mưa thì cũng sợ sập. Bây giờ cũng có nhà nước, chính quyền địa phương, ấp xã rồi có hỗ trợ được 25 triệu để cất nhà, rồi để che mưa che nắng, đi làm không có sợ mưa gió gì nữa, để yên tâm phát triển cho đời sống. Hồi đó giờ không biết làm sao để có tiền cất cái nhà nữa. Được chính quyền địa phương ấp xã giúp đỡ được vậy rất là mừng, rất là cảm ơn rất nhiều. Để việc hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các xã thị trấn trực tiếp xuống từng hộ nghèo, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các xã thị trấn còn vận động người dân giúp các hộ về nghề công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc quy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đảm bảo công khai, dân chủ. Chính vì vậy, phong trào xây nhà đại đoàn kết không chỉ khơi dậy sức mạnh cả hệ thống chính trị được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện nhiệt tình ủng hộ, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực để thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Toàn xã nó có 30 căn là đa siêu dẻo, và chuẩn bị cho cái nông thôn mới thì ở chỗ đảng quỹ có chỉ đạo. Thì qua rà soát chỗ mặt trận có đi xuống khảo sát rà soát thì còn lại là 19 hộ. 19 hộ này thì sau đó mặt trận có cái đề xuất xin ý kiến là vận động mạnh thường quân ở bên ngoài. Bởi vì mạnh thường quân thì mình mới có cái đáp ứng được cái yêu cầu của địa phương. Do vậy đó là vận động ở chỗ mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ cái báo pháp lực ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ được 2 căn. Rồi mặt trận là phối kết hợp với chỗ huyện đối ứng là 50% là được là 5 căn. Và sau đó mặt trận năm 2020 đầu năm thì mặt trận tiếp tục sức quỹ người nghèo giải ngân là cho 3 căn. Và sau đó được là mặt trận Tổ quốc tỉnh là chỉ đạo xuống khảo sát lại số hộ nghèo mà siêu dẻo nằm trong cái hộ 60 tuổi trở lên. Thì xã sẽ xuống khảo sát lại thì trong này được 7 căn. Đây là một cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng đối với sông Lộc đó là được cái ưu đãi này rất là lớn. Và sau đó thì xã mới kiểm định lại thì sẽ còn lại 2 căn. Và mới tất đầy đây thì chúng tôi đã họp là kiểm tra 6 tháng đầu năm ở huyện là xin chủ trương đối ứng với huyện sẽ cất thêm 2 căn nữa. Vì vậy thì sông Lộc sẽ hoàn tất xong cái số hộ nghèo mà siêu dẻo trên địa bàn, chuẩn bị về đích nông thôn mới năm 2020. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, hiện nay còn 176 hộ khó khăn về nhà ở. Từ cuối năm 2019 đến nay, huyện đã giải quyết được 40 căn với giá trị mỗi căn nhà dao động từ 25 đến 50 triệu đồng, được vận động từ nhiều nguồn khác nhau. Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ hoàn thành tiếp tục khoảng 60 căn nhà, đồng thời tiếp tục vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ vì người nghèo, đồng thời rà soát danh sách các hộ cần giúp đỡ về nhà ở để có sự hỗ trợ kịp thời, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa trắng nhà dột nát, tạm bợ, thực hiện tốt tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện nay là bằng cái nguồn lực, một là vấn đề cái quỹ vì người nghèo, cái thứ hai nữa là chúng ta vận động các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm và có một cái sự là đóng góp toàn xã hội, có nghĩa là kể cả bằng hiện vật cũng như là kể cả bằng tiền cũng như là hiện vật, mà trong nhiều năm qua thì phải nói rằng coi như là Châu Thành nỗ lực coi như là thực hiện rất lớn trong cái công việc này, coi như là có nhiều cái đơn vị, có nhiều cái nhà tài trợ của mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh coi như là hỗ trợ rất là lớn đối với vấn đề xây dựng nhà ở. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng vận động giáo dục, tạo điều kiện cho bà con có một cái ý thức tự vấn đề phấn đấu vươn lên, chứ có nghĩa là bây giờ cái sự hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ của xã hội thì nó ở một phần nào đó, mà nếu như mà vấn đề ý thức của bà con của mình mà nếu không có cái tự lực vươn lên thì đây cũng là một vấn đề nó khó khăn. Nên ra là trong vấn đề mà ngoài cái sự tác động ngoại lực từ bên ngoài thì cũng đòi hỏi bà con nên có một cái ý thức coi như là tự lực vươn lên trong cái điều kiện cho phép của mình, có nghĩa là không trông chờ quá vào nhà nước, thì coi như nó có như thế thì coi như là cái việc mà giải quyết các cái chính sách an sinh nói chung, vấn đề nhà ở nói riêng thì nó mới đạt được cái hiệu quả. Theo thông báo số 2476 của tỉnh ủy Trà Vinh, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2020, mức hỗ trợ nhà đại đoàn kết được tăng lên 40 triệu đồng một căn. Chủ trương này không chỉ là niềm vui của nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mà còn thể hiện rõ nét sự quan tâm của tỉnh đối với người dân. Để từ đó những căn nhà đại đoàn kết sẽ tiếp tục là nguồn động lực vươn lên, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề văn hóa xã hội của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.